Son tin có dưỡng nhẹ pha với chút bóng bảy cực Gen Z trong năm nay. Hiệu ứng đặc biệt từ chất son tạo ra được đôi môi căng mọng nhưng vẫn cực kỳ trong trẻo. Đặc biệt ở chất son tin bóng lần này đã được hãng cải thiện cực kỳ so với lớp tin nước cũ. Chất son này vẫn tạo được lớp bóng trong veo nhưng lại không hề bị cảm giác dính hay bết môi, nặng môi. Độ bám màu cực kỳ tốt, dù cho có ăn uống khiến trôi đi lớp bóng bên ngoài thì môi mình vẫn giữ lại được một lớp tin màu siêu xinh. Đặc biệt hơn ở chỗ, mặc dù trên ảnh sản phẩm chỉ có 3 màu nhưng bảng màu lại tới 4, vì màu thứ tư chính là màu đặc biệt, màu limited của hãng đợt này chỉ được mở bán trong một khoảng thời gian nhất định và chỉ bán online. Non một chất kipit, cam hồng đào, tôn màu cực kỳ phù hợp với các cô nàng yêu phong cách đáng yêu, nhưng vì màu có một chút ánh san hô nên có thể sẽ hơi kén da cho những nàng da ngăm. No hai berry kit, đỏ tươi, tôn màu mà vừa ra mắt đã liên tục cháy hàng, best seller hiện tại, tôn đỏ cổ điển cực kỳ rực rỡ cho đôi môi. No ba kín me bloom, đỏ tím mận, tôn màu dành cho những quý cô yêu thích phong cách sexy, quyến rũ. Để có thể bộc lộ hết vẻ đẹp của màu son này, bạn cần thêm chút make up để tổng thể trở nên hài hòa hơn. No 4 Lily Nui, hồng đào nui, dành cho những nàng thích đôi môi căng mọng tự nhiên chuẩn chen MLBB. Tôn màu này không cần make up vẫn xinh tươi, xứng đáng là em màu limited của hãng lần này.